Pep Guardiola nổi tiếng là một ông thầy bị PTSD với triết lý kiểm soát bóng và thêu thùa may vá trong vòng cấm địa đối thủ. Sẽ thật kỳ lạ nếu như có một ngày chiến lược gia có mái đầu nhẵn thín hướng đến một phong cách thi đấu khiến cho đối thủ chẳng kịp ngáp. Và thực sự thì điều đó lại đang xuất hiện với cỗ máy xuyên phá hành lang cánh là Jeremy Doku sau phiên chợ mùa hè đầy sôi động. Thực tế thì trong mùa giải năm ngoái, với việc đem về một tiền đạo cắm đích thực là Erling Haaland, khả năng chuyển đổi trạng thái và những pha phối hợp ít điểm chạm đã xuất hiện hàng tuần từ phía đội chủ sân Etihad. Không còn là một số 9 ảo như là Gabriel Jesus, thậm chí là Bernardo Silva, Kevin De Bruyne sắm vai chủ công. Ở đó chỉ còn một cầu thủ chuyên chạy chỗ, thi thoảng trở thành trạm kết nối và liên tục ghi bàn vào lưới đối thủ. Nhưng khi mà siêu sao người Na Uy không còn được rót bóng bởi Kevin, ít nhất là trong giai đoạn nửa đầu mùa giải năm nay, anh cũng đã ít đi phần nào sự lợi hại thường thấy. 11 bàn sau 11 trận đấu tại Premier League là một con số quá sức ấn tượng. Nhưng nên nhớ, số 9 đang là một cầu thủ sẽ nối gót kỷ nguyên của Ronaldo và Messi. Anh sẽ phải chấp nhận những sự so sánh có phần hơi quá mức dành cho mình thôi. Trong bối cảnh mà cậu học trò cưng ghi hơn 50 bàn mùa trước, chưa tìm ra được sự ăn ý nhất với một hàng tiền vệ mới mẻ, huấn luyện viên Pep Guardiola đang phải tìm ra một công thức giành chiến thắng mới và hứa hẹn sẽ có những biến thể nhanh chậm phụ thuộc vào những lựa chọn. Khi nào cần sự đột biến, cần một mũi khoan hạng nặng thì khi đó Doku sẽ sắm vai kép chính để khuynh đảo hành lang của đối thủ. Còn khi nếu phía trước là một chất lượng nhân sự tốt hơn ở mặt trận phòng ngự, cần nhiều hơn những đường thêu thùa may vá trong vòng cấm đối thủ, Jack Grealish sẽ là gương mặt được lựa chọn bởi khả năng kiểm soát. Cũng như ông đã từng phát biểu trong một buổi họp báo vào tháng 10 khi tương lai của Jack chăm củ bị truyền thông dấy lên những lo ngại. Cả hai đều có thể ra sân, Jack thì thiên nhiều hơn về khả năng kiểm soát. Anh ấy không có tốc độ để đối đầu 1-1 với đối thủ, nhưng có thể xử lý bóng và tạo nên những đường kiến tạo. Ai sẽ được thi đấu nhiều hơn ấy hả? Điều đó tùy thuộc vào ai thể hiện tốt hơn. Đơn giản thế thôi. Phil cũng có thể chơi bên cánh trái nữa. Người mà thi đấu hiệu quả hơn và cảm thấy tốt hơn thì sẽ có thời lượng ra sân nhiều hơn. Bởi vì đây là hai cầu thủ có cách tiếp cận trận đấu rất khác biệt, nên có lẽ là không có chuyện Pep chỉ lựa chọn một xuyên suốt cả một quãng thời gian dài. Thêm vào đó thì Doku là một cầu thủ có tiền sử chấn thương khá thường xuyên. Nhưng tạm gác qua những lo ngại, có thể thấy rằng cầu thủ 21 tuổi này đang trở thành diễn viên chính trong những chiến thắng gần đây của cả tập thể. Vừa qua thì viên ngọc tưởng là thô mới cập bến phiên chợ mùa hè đã có cho mình một bàn thắng và tận 4 đường kiến tạo trước đối thủ là Bournemouth. Theo như trang chủ của giải đấu này thì trong quá khứ chỉ có đúng 7 cầu thủ thực hiện được 4 đường kiến tạo trong cùng một trận đấu, trong đó còn chẳng bao gồm Kevin De Bruyne. Theo như chuyên trang Squawka, Doku cũng là cầu thủ trẻ nhất từng có được 4 kiến tạo trong một trận đấu tại Premier League xuyên suốt lịch sử, và anh đã thiết lập nên cột mốc này theo cách cực kỳ riêng biệt. Tưởng chừng ngoại hạng Anh đã thôi rồi cái thời một cầu thủ khuynh đảo cả hành lang cánh của đối thủ, những Ronaldo thời trai trẻ, những Eden Hazard trong quá khứ với những vũ điệu hoang dã khó lường, thì giờ nó lại xuất hiện trong một đội bóng bị người ta trêu đùa là thi đấu quá bài vở như là Man City. Bàn thắng đầu tiên của anh thì đến từ một pha chạy chỗ đập nhả cùng với Rodri, bất kể xung quanh có đến 6 cầu thủ Bournemouth bùa vây. Thế nhưng điểm rơi vẫn được lựa chọn hoàn toàn chính xác. Số 11 tung ra một cú đặt lòng vượt qua sự truy cản, đưa đường bóng uốn lượn vào khu vực không thể cản phá của khung thành The Cherry. Nhưng pha xử lý đó chưa là gì so với tuyệt tác khiến đối thủ vô ích ngay phút 33 của chính chân chạy cánh này. Đó chỉ là lần rất hiếm hoi mà anh chuyển sang hành lang bên phải mà thôi. Nhưng rồi thì một ngoặt, hai ngoặt, ba ngoặt, nhìn cầu thủ phải đối đầu với Doku, mặt trông thấy sự bất lực. Trái bóng được tuồn vào trong thuận lợi như thế, có lý do gì để Bernardo Silva từ chối món quà này? Phong cách đảo chân của cầu thủ người Bỉ, nó có chút điên cuồng giống như Saint-Maximin, nhưng độ hiệu quả thì chắc chắn là ở một tầm khác. Anh đáng ra đã có được bàn thắng cũng tiếp tục là chỉ 4 phút sau đó mới pha ra chân xuất sắc từ ngoài vòng cấm. Trái bóng nó chạm vào người của Akanji, dù sao thì Doku cũng được tính là kiến tạo, một cách hoàn toàn xứng đáng trong pha làm tất ăn cả của mình. Cơn cuồng phong bên hành lang cánh trái của Man City không hề dừng lại trong hiệp 2. Anh có một kiến tạo từ một đường truyền underlap cho Foden. Còn bàn thắng thứ 5 thì là một cú tỉa rất chất lượng cho Bernardo Silva trong một tình huống phản công thần tốc. Nên nhớ rằng Man City chỉ đem cầu thủ này về với mức giá 60 triệu euro. Mong muốn ban đầu của họ là khỏa lấp phần nào sự thiếu vắng bị bỏ lại của Riyad Mahrez. Và đương nhiên, chứng kiến màn trình diễn như vậy, ông thầy người Tây Ban Nha cũng phải dành những lời tấm tắc khen ngợi cho cậu học trò mới. Tôi có bất ngờ không đây hả? Thành thật nhá, một chút đấy.
chúng tôi đã luôn có những kỳ vọng lớn. Cậu ấy đã tạo nên một thứ gì đó cho người hâm mộ. Khi cậu ấy bắt đầu nhận bóng, dẫn bóng và mọi người đều cảm thấy thật hào hứng, cả tôi nữa. Chuyện gì đó chuẩn bị xảy ra rồi, và thực sự là nó đã xảy ra. Chỉ phải trả 50.000 bảng mỗi tuần cho một cầu thủ với sự tự tin cao ngút trời như thế này. Một cầu thủ đã sẵn sàng khiến những hàng hậu vệ bền bỉ nhất phải dè chừng. Thật khó để những sự so sánh không hướng về Jack Grealish với mức chi phí mà Man City đã bỏ ra gấp vài lần như thế. Chân chạy cánh người Anh quốc thì không phải là một cầu thủ giàu tốc độ như Doku. Thay vào đó, anh điềm đạm và tinh quái hơn trong những cuộc chiến, không chỉ đơn thuần những kẻ mạnh hơn sẽ giành chiến thắng. Không phải tự dưng mà Jack từng là cầu thủ bị đốn hạ nhiều nhất Premier League trong một mùa giải. Pep sẽ vẫn rất cần anh trong hành trình dài trước mắt, mà bởi thế, ông cần anh phải trở nên khao khát hơn nữa cho xuất ra sân của mình ngay sau trận đấu vừa rồi. Tôi muốn Jack phải thật tức giận, và tôi muốn anh ấy phải chơi thật tốt. Và tôi muốn Doku cũng có cảm xúc như vậy khi anh ấy không được chơi hai trận gần nhất. Đây là cách để duy trì sự ổn định ở đẳng cấp cao này. Chúng tôi cần tất cả mọi người. Chúng tôi có rất nhiều những trận đấu chuẩn bị tới và mọi cầu thủ thì đều cần phải tham gia và cạnh tranh cùng nhau. Khi họ không được chơi thì tôi muốn họ luyện tập chăm chỉ, thậm chí còn tốt hơn nữa trong ngày hôm sau, bởi vì khoảnh khắc của họ sẽ tới và khi bạn đã sẵn sàng thì bạn sẽ thể hiện tốt. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng, họ sẽ hạnh phúc và tất cả đều hạnh phúc. Sự cạnh tranh ở hành lang cánh trong dàn nhân sự của Man City hứa hẹn sẽ khiến cho họ trở nên khó lường hơn trong những lượt trận tiếp theo. Ngoài Phil Foden, cũng có thể xuất phát bên hành lang cánh như lời mà Pep Guardiola đã từng đề cập đến trong một vài buổi phỏng vấn trước đây. Bernardo Silva cũng đang tiếp tục cho thấy anh đang là một Lionel Messi tiếp theo mà ông thầy chọc có cơ may dẫn dắt. Trên thế giới, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, Silva đã tạo nên một cú sút rất tốt từ góc hẹp và rồi sau bàn thắng đầu tiên, động tác xử lý trong bài thứ hai với cú lốp bóng nhìn trông như là Messi vậy. Tôi còn nhớ trong khoảnh khắc đó, Messi đã làm điều này rất nhiều lần. Có lẽ tôi đã khen ngợi anh ấy hơi nhiều quá, nhưng anh ấy xứng đáng với điều này. Khán giả thì chắc chắn cũng đã ngờ ngợ rằng mình chứng kiến động tác xử lý này ở đâu rồi. Messi đã làm như thế cả chục cả trăm lần gì đó, nhưng nổi bật nhất thì chắc chắn là tình huống biến Boateng thành gã hề ở đấu trường Champions League cách đây hơn nửa thập kỷ thôi. Và khi ấy thì Pep Guardiola cũng đành bất lực với cương vị huấn luyện viên trưởng của đội bóng nước Đức. Jeremy Doku và Jack Grealish thay nhau lãnh sướng hành lang cánh. Bernardo Silva thì quá khó lường, thì làm tốt mọi vị trí được giao ở hàng tiền vệ đổ lên. Erling Haaland trong ngày phong độ có không cao, vẫn sẵn sàng điền tên mình lên bảng điện tử như một thói quen, và chớ có bỏ qua trụ cột ở khu vực tuyến giữa khác là Rodri, chiếc chìa khóa để giúp Pep Guardiola thoát qua nạn khỏi, sau biết bao những trận đấu nhọc nhằn từ mùa trước cho tới nay. Lượt trận vừa qua chứng kiến anh đã có được kiến tạo thứ 6 trên mọi đấu trường, cũng là con số cao nhất cho tập thể này. Vậy là cũng giống như một chút khó khăn trong một thời điểm của mùa giải trước, chỉ là lần này mọi thứ đến sớm hơn và có lẽ cũng sẽ kết thúc nhanh hơn. Quá trình hồi phục và trở lại của Man City như biết bao năm qua, nó vẫn như vậy. Tháng 11 đã điểm sang và công thức vô địch của Pep Guardiola thì đã sẵn sàng như thế. Và rồi thì họ sẽ lại trở về vị trí dẫn đầu của mình thôi. Chiếc cúp Premier League năm nay, ông thầy chọc cùng với các học trò không có ý định nhường nó cho ai cả đâu.